Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình và đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước. Chỉ chưa đầy một tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp 4 vụ đuối nước ở các xã Tứ Dân, Đông Ninh, Lạc Hồng, Trung Nghĩa. Gần đây nhất vào ngày 2 tháng 6, tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, một nhóm học sinh rủ nhau ra sông Hồng tắm. Thế nhưng do không biết bơi, lại gặp chỗ nước sâu nên em Nguyễn Trung Hát, sinh năm 2011, bị đuối nước tử vong. Nơi xảy ra sự việc đau lòng này vắng vẻ, xa khu dân cư, nên khi người dân phát hiện ra đuối nước thì đã quá muộn. Các cháu tự ra và tắm thì sau đó là bị đuối nước. Mấy cháu nữa thì thấy đuối nước nhưng mà vớt, trục vớt của cái cháu tự nhưng không vớt được, đã chạy về báo với gia đình, thì gia đình ra để mà trục vớt. Thì từ cái chỗ các cháu tắm mà đến về gia đình nó khoảng độ là 500 mét, thế cho nên là khi gia đình phải hô hoán người ra để mà trục vớt thì cũng đã quá muộn. Đây là vụ đuối nước thứ hai trong một tháng qua tại sông Hồng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, một trẻ em sinh năm 2010 ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu cũng bị tử vong do đuối nước khi tắm ở sông Hồng. Nguyên nhân của các vụ đuối nước vừa qua là do trẻ em không biết bơi. Khi các em tắm, tập bơi đều không có sự giám sát của người lớn, gia đình chưa quản lý chặt chẽ con em mình. Mặt khác, nhiều ao hồ sông nước sâu nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm. Xã đã có kế hoạch và tất cả những cái chỗ mà có nước và cái khu vực mà trẻ hay ra tắm thì phải có cái những cái biển báo để cắm báo là nguy hiểm. Các bậc phụ huynh phải quản lý con cái khi giờ giấc, và nếu như có đi tắm thì phải có người lớn đi kèm và quản lý. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 trẻ em tử vong do đuối nước. Tai nạn đuối nước luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các vụ tai nạn thương tích ở trẻ em và có chiều hướng gia tăng vào mùa hè. Trước tình trạng cả nước xảy ra nhiều vụ đuối nước, ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, trong đó yêu cầu các bộ, ban ngành địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về phòng chống đuối nước. Vào đầu hè, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 880 chỉ đạo các ban ngành địa phương bố trí ngân sách và huy động xã hội hóa để xây dựng cải tạo các ao bơi, bể bơi cho trẻ em đến học bơi để phòng chống đuối nước.